mình không phải là cái người biết tuốt, biết hết tất cả mọi thứ. Thì em nghĩ là bất cứ ai có một cái nền tảng làm ở những tập đoàn lớn sẽ gặp một cái sự bỡ ngỡ vô cùng to lớn khi bước vào. Góc khuất rất nhiều. Đầu tiên đó là sự ảo tưởng về bản thân. Muốn khởi nghiệp thành công tuyệt đối không thể vội vã. Một cái hành trình nó quá mới và nó là một trải nghiệm rất là khác. Thì những cái góc khuất của cái hành trình đó là cái gì? Cái gì làm cho Quỳnh phải suy nghĩ và ưu tư cho đến giờ này? Góc khuất rất nhiều. Đầu tiên đó là sự ảo tưởng về bản thân. Tức là từ xưa tới giờ khi mình làm điều hành các doanh nghiệp lớn thì mình thường được đánh giá là một người rất là thông minh và nhanh nhạy, và các quyết định của mình thường rất là chính xác. Và khi mà bạn thắng liên tục thì mình có những niềm tự hào. Và đôi khi mà bạn có nhiều cái thành công nhỏ như vậy á, thì bạn rất ảo tưởng về sức mạnh của bản thân. Tức là mình nghĩ mình ngon, còn mình giỏi. Thực tế khi bạn khởi nghiệp thì mình thấy rằng là sao mình quyết định sai nhiều quá. Quyết định sai tới cái mức mà nhiều khi nhân viên của mình á bức xúc quá, gặp mình nói rằng là em không nghĩ anh lại dở tới như vậy. Thì mình nhận ra một điều như vậy nè. Ngày xưa khi anh làm ở doanh nghiệp lớn, anh có bộ máy, anh có các cái quy định, thì thường á là nhân viên họ sẽ đề xuất lên cho anh phương án A hoặc phương án B. Anh hiểu biết một chút thì sẽ đưa ra quyết định phương án C. Và phương án C đó hiệu quả hơn và nó tốt, và nhân viên trầm trồ vỗ tay, một sếp thông minh quá, sếp giỏi quá, vì và nó thể hiện bằng kết quả. Nhưng khi startup anh không có được đội ngũ tham mưu như vậy, tất cả mọi thứ anh đều phải tự làm. Thì thật ra anh đã đưa ra một phương án D, và phương án D của anh đưa ra nếu so sánh với ngày xưa nó tệ hơn phương án A, phương án B của nhân viên của anh xưa đưa ra nữa. Và mình mới nhận ra là gì? Thứ nhất là mình không giỏi như mình nghĩ, mình không có xuất sắc như mình nghĩ, mình không có thông minh như mình nghĩ. Và điều thứ hai, mình không phải là cái người biết tuốt, biết hết tất cả mọi thứ. Mình nghĩ rằng là mình biết hết tất cả mọi việc. Và qua bên đây khi làm startup thì mình cũng nghĩ rằng là mình giỏi như vậy, mình biết tất cả mọi thứ như vậy, nhưng thật ra mình không biết gì cả. Và mình chỉ giỏi được một hoặc hai lĩnh vực. Cho nên cái điều đầu tiên nó phải nói rằng là gì? Nhờ khởi nghiệp thì mình mới bớt ảo tưởng về bản thân. Và mình biết rất rõ mình mạnh cái gì và mình yếu cái gì. Mình nghĩ là khởi nghiệp nó cũng là quá trình bạn khám phá ra bản thân mình. Bạn nhìn ra được những giới hạn của mình. Và qua đó thì bạn học được cái việc là phải chấp nhận mình chỉ giỏi một số thứ và một số thứ khác mình phải cần những người cộng sự bổ sung cho mình. Thì đó là cái bài học đầu tiên, ảo tưởng sức mạnh. Khúc thứ hai đó là cái hiểu hơn về cái tính cách của mình. Cụ thể nhất là như vậy. Khi mà Quỳnh bắt đầu startup thì với một tâm thế của một ông tổng đốc một doanh nghiệp corporate lớn, đã quen xài tiền tỷ, đã quen cái việc là có tiền, có ngân sách để chăm sóc cho nhân viên. Khi bắt đầu vô startup thì mình vẫn giữ cái thói quen xài tiền như vậy. Cho nên đầu tiên á là tính là gì? Sẽ đầu tư vô 5 tỷ thôi. Hết 5 tỷ mà chưa nên cơm nên cháo gì thì nghỉ. Nhưng mà 5 tỷ cái vào mất, cũng không thể dừng được. Tiếp tục bỏ thêm 5 tỷ nữa, tiếp tục bỏ thêm 5 tỷ nữa. Và sau đó phải thế chấp tài sản để có vốn cho công ty hoạt động. Và với cái thói quen xài tiền của mình thì cái việc mà chi tiêu trong công ty, chế độ cho nhân viên, rồi việc trả lương, rồi việc tất cả mọi cái mua sắm trong công ty thì rất hào phóng. Và cái cách mình làm như vậy á thì đẻ ra cho nhân viên có hai cái dạng tâm lý. Một tâm lý thứ nhất là nhân viên coi rằng là sếp mình nhiều tiền lắm, cứ xài thoải mái. Một tâm lý thứ hai là sếp mình dốt lắm, sếp mình là một kẻ là gọi là quên hoang rồi không có biết quản lý tiền. Kiểu gì trước sau gì thì công ty này cũng sập. Với cách mà sếp đồng quản lý như vậy, xài tiền như vậy, thì cả hai cái đó đều dẫn tới một cái tâm lý là gì? Nhân viên họ không gắn bó và họ cũng không có muốn gắn bó lâu dài với công ty. Và tạo ra một cái tâm lý như vậy trong nhân viên thì đó là cái lỗi của mình, do cách mình xài tiền. Cũng may là thứ nhất là không có quá nhiều tiền để mà hoang phí kéo dài. Và rất may là sau đó thì mình có được những cái bạn cộng sự làm tốt hơn mình về công việc quản lý dòng tiền, quản lý tài chính. Thì cái góc tối thứ hai nói lên là gì? Bạn không thể mang cái thói quen cũ vào trong cái hoàn cảnh của startup. Khi bạn startup thì thật sự ra cái mức rất là quan trọng là quản lý chặt dòng tiền, phải rất là tiết kiệm. Cái thứ ba, cái góc khuất nữa đó là cái tính độc tài. Xưa giờ thì mình vẫn nghĩ mình là cái người rất là dân chủ, rất là cởi mở, sẵn sàng lắng nghe. Nhưng trong thực tế, trong những ngày tháng đầu tiên là gần như mình quyết định tất cả mọi chuyện và mình không lắng nghe nhiều. Tức là vẫn có những tiếng can ngăn nhưng mà không nghe, và mình vẫn quyết theo ý mình muốn. Và mọi người nói rằng là chỉ có khi mà anh phải trả giá thì anh mới học được. Cho nên em đã để cho anh trả giá để anh nhận ra bài học. Và sau khi mình thất bại thì bạn mới quay lại bạn nói với mình là không phải tụi em không biết, nhưng tụi em nói anh không nghe thì tụi em để cho anh thấy hậu quả. Mà em ở bên cạnh anh, em sẽ khắc phục hậu quả cho anh, nhưng em để cho anh biết để anh mới hiểu. Thì sau đó mình mới thay đổi, bắt buộc phải thay đổi cơ chế, là thay vì một mình quyết định thì bây giờ chuyển qua cơ chế là hội đồng, nhiều người được quyền có ý kiến, và mình chỉ là một vote trong cái 5 vote hoặc 7 vote đó.
mà mình không lấy cái tố quyết định nữa. Thì mình nghĩ đó là những cái góc khuất, những khoảng tối mà nhờ khởi nghiệp mình nhìn ra được cái bên trong của mình. Vì em nghĩ là bất cứ ai có một cái nền tảng làm ở những tập đoàn lớn sẽ gặp một cái sự bỡ ngỡ vô cùng to lớn khi bước vào khởi nghiệp. Vì thứ nhất, vì cái quy mô, vì cái sự biến động, vì hệ thống nhân sự chưa hoàn chỉnh, vì cái sự phải vừa là phải học cách tiết kiệm về mặt chi phí, rồi dưỡng, nói chung là nhiều thứ, R&D, nói chung là rất rất nhiều thứ để mà hoạch định một trận đấu, để mà hoạch định được một mô hình kinh doanh đúng, để mà hoạch định được một cái chiến lược tương lai đúng, cạnh tranh khốc liệt, thì rõ ràng cái đó là cái bài toán rất là phức tạp và rất là khó cho các startup. Vậy thì đầu tư vào startup mình đã thấy là cũng khó khăn rồi, chứ không phải là một câu chuyện dễ dàng, đúng không? Như mọi người vẫn tưởng. Nếu bây giờ mình phải lấy hết tất cả những gì mình nói về startup hồi nãy giờ, mình bỏ vô cùng một cái chữ thì Khoa sẽ chọn chữ gì ta? Nhẫn. Nhẫn. Muốn khởi nghiệp thành công, tuyệt đối không thể vội vã. Các bạn rất là hay nhìn vào những cái công ty như Facebook, Amazon hay là Tesla hay là Alibaba. Các bạn quên những công ty đó thực ra tới tận ngày hôm nay họ cũng 20 mấy 30 năm rồi. Họ mới tới được ngày hôm nay. Và ở trên thế giới họ đã có những cái công thức rồi. Những công ty mà hoạt động dưới 50 năm tuổi đều phải được gọi là công ty trẻ. Nên khi các bạn mới ra đời có 2-3 năm, các bạn đừng có vội. 2-3 năm đầu là để test sản phẩm, test thị trường, test cái kiến thức của các bạn có đủ chưa, test cái năng lực tinh thần của các bạn. Các bạn có đủ cái bản lĩnh để làm một cái ông lãnh đạo to chưa? Đó, để mà có phước thì cùng hưởng, mà có quả chịu trước chưa? Đấy, cái đó nó khó lắm. Mà chị thấy không, bây giờ các bạn sinh viên chưa học ra trường đã đòi làm chủ rồi. Mà thực ra các bạn đâu có biết được cái câu có phước cùng hưởng, có quả tự chịu đâu. Đúng không? Cái tưởng cảnh mà tưởng cảnh thơm không, mà bây giờ cái cảnh tiền chưa không có đủ trả lương, hay là những cái vấn đề trong kinh doanh diễn ra rồi, đúng không? Đó, chủ đâu? Ở đây tao học có những cảnh đó nó còn đi đâu? Các bạn chưa có kinh nghiệm. Các bạn thấy chỉ được cái phần được của cái ông lãnh đạo thôi. Đó, cái phần này chỉnh chu rồi mà áo vest rồi được mời tới show rồi nói chuyện thôi. Oai quá, nhưng mà thực ra đó, để được ngồi chỗ này thì bao nhiêu đêm tan nát, bao nhiêu thời điểm trong cuộc đời phải bỏ cuộc, muốn bỏ cuộc, hay chỉ dùng từ cô đơn. Nhưng mà rõ ràng cái đó quá khó trách cho những bạn 20, 22 tuổi. Trong một thời một khắc mà ta hình dung ra một bức tranh mà chị em mình phải bước mười mấy 20 năm, chị em mình nghe em đang chưa thấy cái gì đó. Đấy, thì em nghĩ là chữ nhận. Đôi khi cũng cọc chứ chị. Đôi khi mình cũng cảm thấy nó chao đảo. Cũng giống như câu trong nguy có cơ, thì em nghĩ trong thành công nó phải có cô đơn. Em nghĩ hai cái nó sẽ đi chung. Mà cô đơn ở đây chưa chắc có nghĩa là có gia đình là hết cô đơn đâu. Cô đơn ở đây nó đơn giản là gì? Thì khi mình càng có những cái thành công, thì những cái câu chuyện của mình nói, những cái vấn đề của mình gặp phải, những cái thứ mình cần chia sẻ, càng lúc sẽ càng ít người để mình có thể. Nhưng mà em là một người rất là chủ động để tìm kiếm những cái mối quan hệ để mà em có thể tâm sự, để giải bài. Em qua New York em học về tâm lý học, nên là em nghĩ cái nền tảng đó nó cũng một phần nào đó nó giúp em, để em có một cái bề đỡ về tinh thần từ những cái người bạn tri kỷ của em.